Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Cứ mỗi dịp Trung thu về, ra phố rước đèn là việc rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, màn rước đèn mới đây đã khiến cho nhiều người lên án vì hội thanh niên này đã úp cảnh sát giao thông. Mỗi dịp Trung thu về, các hoạt động văn nghệ như múa lân và cỗ rước đèn đều là những tiết mục không thể nào thiếu được. Những màn ra phố rước đèn vô cùng vui nhộn, hoành tráng, đông đúc đều được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip đã ghi lại cảnh một đoàn thanh niên rước đèn Trung thu khổng lồ gây náo loạn cả khu phố, nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Cụ thể, trong đoạn clip, một đoàn gồm hơn chục thanh niên đang cùng nhau rước một chiếc đèn Trung thu khổng lồ, chắn gần hết đường đi của một con phố, khiến nhiều người đi đường phải nép lại một bên để cho đoàn rước đèn này đi qua. Điều này đã gây bất tiện, ồn ào và còn gây cản trở giao thông. Chính vì vậy, đoàn rước đèn này đã bị cảnh sát giao thông chú ý. Hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã lái chiếc mô tô đặc chủng từ phía sau vòng lên để chặn đầu đoàn rước đèn. Khi vừa thấy hai chiến sĩ cảnh sát giao thông, cả đoàn đã bỏ chạy toàn loạn, sau đó vứt luôn cả chiếc đèn khổng lồ xuống đất, mặc kệ chiếc đèn. Kết quả là chiếc đèn Trung thu này đã bị úp lên cả một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang ngồi trên xe. Người chiến sĩ còn lại thì đã may mắn né kịp. Sau khi đoạn clip này được đăng tải thì đã nhận được sự chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Đa số người đều tỏ ra thích thú với màn rước đèn đặc biệt. Tuy nhiên, có rất nhiều bình luận lên án, cho rằng vui thì vui nhưng cũng phải có mức độ. Như thế này là làm ảnh hưởng đến người khác và làm ảnh hưởng đến cả giao thông. Chưa kể, còn ảnh hưởng đến cả chiến sĩ phải hứng cả một chiếc đèn. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này. Ngoài ra, để có thể cập nhật những thông tin nhanh nhất của trong ngày, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh cho S News.